ba câu hỏi dễ gây tan vỡ trong hôn nhân. Thứ nhất đó là anh đang ở đâu đấy? Khi mà hai vợ chồng đã cưới nhau rồi mà anh ấy đi ra ngoài có một chút thôi là bạn suốt ngày hỏi là anh ấy đang ở đâu. Chẳng khác nào bạn đang gọi là bó buộc và không tin tưởng anh ấy cả. Thứ hai đó là lương tháng này của anh được bao nhiêu? Thời buổi bây giờ không phải là chỉ mỗi đàn ông là trụ cột chính mà chị em phụ nữ cũng cần phải tự chủ về kinh tế. Nếu như mà công việc của anh ấy thuận lợi thì không sao. Còn nếu như mà công việc của anh ấy gặp nhiều khó khăn, thu nhập không được như mong muốn mà bạn cứ suốt ngày hỏi như vậy thì người đàn ông sẽ cảm thấy là vô cùng ngột ngạt và áp lực. Và cái câu hỏi thứ ba đó là anh đang làm gì, đi với ai? Khi mà chúng ta đã kết hôn thì hãy tin tưởng nhau, một lần, hai lần thì không sao, nhưng quá nhiều lần thì anh ấy sẽ có cảm giác đó là bạn đang tra khảo này và giống như là bà mẹ trẻ của anh ấy vậy. Về lâu về dài thì đàn ông họ sẽ cảm thấy là chán chường và mệt mỏi, có đúng không nào anh em?